Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên tăng cường các biện pháp ứng phó phòng trừ với bệnh dịch tả lợn châu Phi. Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi bò sữa. Trồng ngải cứu cho thu nhập cao ở Ninh Bình. Suối nước Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương thu hút khách quốc tế. Xã Quỳnh Mai, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp tại một số tỉnh thành trong cả nước. Đến thời điểm này, tại tỉnh Hải Dương, công tác phòng chống đang được triển khai tích cực với phương châm không để dịch bệnh xảy ra. Đối với Hải Dương tại thời điểm này, chưa phát hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi, nhưng nguy cơ bệnh dịch nguy hiểm này xâm nhiễm vào thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ lợn tại các địa phương là rất lớn. Nhằm ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi xâm nhập, Chi cục Thú y tỉnh cũng đã chỉ đạo các địa phương tăng cường tuyên truyền sự nguy hiểm của dịch bệnh và vận động người chăn nuôi thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, tăng tần suất vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại và tiêm vaccine phòng bệnh. Chi cục Thú y tỉnh cũng đã chủ động xây dựng phương án xử lý khi phát hiện có bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đối với trường hợp dịch diễn ra trong phạm vi hẹp, các hộ chăn nuôi, các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ cần thực hiện tiêu hủy toàn đàn trong vòng 24 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với bệnh. Việc tiêu hủy cũng được áp dụng đối với các đàn lợn liền kề. Tại vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, trong vòng 48 giờ, việc tiêu hủy được áp dụng với đàn lợn bị bệnh, tiến hành khoanh vùng ổ dịch, tiêu độc khử trùng, dừng vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn. Đối với trường hợp dịch diễn ra trên diện rộng cấp xã, cấp huyện, cần thực hiện các biện pháp tiêu hủy, tăng cường tiêu độc khử trùng, khoanh vùng, xử lý ổ dịch, vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục một lần một ngày trong vòng một tuần đầu tiên, ba lần một tuần trong 2 đến 3 tuần tiếp theo. Trong phạm vi 3 km xung quanh ổ dịch, thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục một lần một ngày trong vòng một tuần đầu tiên, ba lần một tuần trong 2 đến 3 tuần tiếp theo. Huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên hiện đang chăn nuôi gần 60.000 con lợn. Nhằm ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn châu Phi, huyện đã và đang triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn, tránh dịch bệnh lây nhiễm vào địa bàn huyện, ảnh hưởng tới các hộ chăn nuôi. Hiện huyện Tiên Lữ đã thành lập ban chỉ đạo, yêu cầu các ngành chuyên môn các xã thị trấn thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ của tỉnh, khẩn trương xây dựng kế hoạch phương án tình huống diễn biến của bệnh dịch để có biện pháp ứng phó kịp thời. Huyện đã thành lập 8 chốt kiểm dịch tại các xã Nhật Tân, An Viên, Thủ Sĩ, Hưng Đạo. Đây là những điểm giáp danh với xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên đã xảy ra dịch tả lợn châu Phi, kiểm soát chặt chẽ, không cho vận chuyển lợn, thịt lợn ra vào địa bàn, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn các hộ dân, các chủ trang trại chủ động áp dụng những biện pháp phòng chống dịch, nhất là rắc vôi bột, phun thuốc khử trùng xung quanh chuồng trại. Yêu cầu hộ chăn nuôi, các cơ sở giết mổ lợn khi phát hiện lợn ốm chết, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi phải báo cáo ngay cho cán bộ thú y hay chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời. Tận dụng thế mạnh là huyện nông nghiệp có nhiều diện tích đất phù hợp để trồng cỏ. Đến thời điểm này, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã có 25 hộ tham gia chăn nuôi bò sữa với tổng số gần 460 con. Các con đang cho khai thác sữa với tổng sản lượng sữa thu được gần 2.400 kg một ngày. Để góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nông dân, huyện Lý Nhân chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các hộ chăn nuôi đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao sản lượng và chất lượng sữa, đồng thời thực hiện tốt công tác quy hoạch vùng chăn nuôi bò sữa, bò thịt gắn với công nghệ sạch để tiếp tục tạo đột phá, giúp bà con chăn nuôi vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương. Để tăng thu nhập, Hợp tác xã Nông nghiệp Phong Hòa, xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã quy hoạch vùng sản xuất tập trung và đưa cây ngải cứu vào thâm canh. Sau 2 tháng trồng và chăm sóc, cây đã cho thu hái lứa đầu tiên đạt 8 tấn 1 hectare. Năm 2018, Hợp tác xã Nông nghiệp Phong Hòa đã vận động các thành viên tích tụ những diện tích cây lúa kém hiệu quả và đưa cây ngải trắng vào sản xuất. Là loại cây dễ trồng cho năng suất cao, chi phí thuốc bảo vệ thực vật ít, thuận lợi cho việc xây dựng thương hiệu nông sản sạch. Sản phẩm sau thu hoạch được công ty trách nhiệm hữu hạn ớt Việt Nam ký hợp đồng bao tiêu với giá 5.000 đồng 1 kg, trừ chi phí thu lãi trên 300 triệu đồng trên hecta. Trong khi ngải cứu có sức sống cao, trồng một lần cho thu hoạch quanh năm. Để các thành viên yên tâm sản xuất, hợp tác xã đã ký hợp đồng bao tiêu với các công ty trong 7 năm tới. Thành công từ mô hình này giúp bà con tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Những năm gần đây, tỉnh Hưng Yên đã thực hiện nhiều biện pháp đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ thông tin kết nối cung cầu lao động, thu hút đầu tư các doanh nghiệp trong và ngoài nước vào các khu cụm công nghiệp với số lượng ngành nghề ngày càng đa dạng, đã góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động có thu nhập ổn định. Chỉ tính riêng năm 2018, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho gần 24.000 lao động, trong đó tạo việc làm trong nước cho trên 20.000 lao động, đạt 105% kế hoạch, xuất khẩu gần 3.800 lao động, vượt 10% kế hoạch. Vị trí việc làm mới chủ yếu ở khu vực các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thương mại và làng nghề. Công tác dạy nghề cũng được triển khai tích cực. Toàn tỉnh đã tổ chức 24 phiên giao dịch việc làm và ngày hội việc làm tư vấn thông tin cho trên 19.000 lượt lao động, trong đó có khoảng 34% số lao động được tuyển dụng. Ngoài ra còn chấp thuận cho 407 lượt doanh nghiệp nhà thầu trên địa bàn tỉnh đăng ký tuyển và sử dụng trên 810 lao động là người nước ngoài. Qua khảo sát của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, nhìn chung các chế độ chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng lao động đều được các doanh nghiệp thực hiện tốt nên người lao động gắn bó yên tâm làm việc. Xã Nam Tiến, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định từ lâu đã có nghề đúc đồng truyền thống với sản phẩm chủ yếu là các đồ thờ tự hoặc vật dụng sinh hoạt hàng ngày, thể hiện nét văn hóa nghề đặc trưng của địa phương. Sau nhiều thăng trầm, những năm gần đây, nghề đúc đồng ở Đồng Quỹ đang phục hồi trở lại. Cùng với sự phát triển của công nghệ, các công đoạn thủ công đã dần được thay thế bằng máy móc hiện đại. Một số hộ đã đầu tư hàng trăm triệu đồng, sắm sửa máy móc, trang thiết bị mới để mở lò đúc. Không những đa dạng về sản phẩm mà các họa tiết, hoa văn trang trí trên sản phẩm của làng nghề ngày càng đẹp, tỉ mỉ và tinh tế hơn. Đời sống người dân được cải thiện với mức thu nhập bình quân từ 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng một người một tháng. Hiện thôn Đồng Quỹ có khoảng trên 10 lò đúc hoạt động thường xuyên, mỗi lò tiêu thụ từ 4 tấn đến 6 tấn đồng nguyên liệu một tháng, tạo việc làm và thu nhập cho 500 lao động trong và ngoài xã. Thưa quý vị và các bạn, hàng vạn giỏ hoa của vùng hoa Văn Giang tỉnh Hưng Yên đã có mặt trong việc trang trí tô thắm thành phố Hà Nội trong dịp hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên. Đây không chỉ là vinh dự mà còn là cơ hội để quảng bá cho vùng hoa ven đô này. Ghi nhận của Mạnh Khởi, Tuấn Kiệt, Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Hôm nay, vợ chồng anh Hưng chị Tiếp ở thôn 4, xã Xuân Quan rất phấn khởi, tiếp tục ra vườn để bắt tay vào vụ hoa mới, bởi vườn hoa nhà anh đã bán hết cho thành phố Hà Nội để trang trí đường phố, phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều. Gia đình anh là một trong hàng trăm hộ cung cấp các loại hoa cây công trình cho thành phố Hà Nội. Anh Đàm Văn Hưng, chủ vườn cho biết, trong 2 ngày, vườn nhà anh đã vận chuyển vào thành phố Hà Nội trên 3.000 chậu bịch, chảo hoa các loại, toàn là những bông đã nở, có sắc màu đẹp bền, cây tươi non và có cả nụ để trưng bày được lâu. Mong muốn của nhà vườn là được quảng bá hoa với thương hiệu hoa của Xuân Quan cho đến trong nước và nước ngoài. Mong muốn của chúng tôi là một ngày nào đó xuất khẩu được hoa ra nước ngoài. Theo ước tính, chỉ trong khoảng một tuần vừa qua, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang đã cung cấp cho thành phố Hà Nội hàng chục vạn chậu bịch chảo hoa treo như dạ yến thảo, nữ hoàng, hoa đồng tiền, hoa cúc, hoa hồng, cây trạng nguyên và hàng trăm nghìn cây công trình. Qua thực tế này cho thấy, uy tín thương hiệu của vùng hoa ven đô này đã được khẳng định, người trồng hoa ở đây có niềm tin để hướng tới sản phẩm hoa được xuất khẩu. Tích trò độc đáo, đậm nét văn hóa Việt, tổ nước Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương ngày càng thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách thập phương, trong đó có nhiều khách quốc tế. Xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, các nghệ nhân phường Rối Nước đang chuẩn bị phục vụ du khách. Hôm nay, họ biểu diễn phục vụ đoàn du khách đến từ nước Đức. Các nghệ nhân ăn mặc chỉnh tề theo phong tục truyền thống với mong muốn tạo dấu ấn đẹp trong lòng du khách về hình ảnh văn hóa và con người Việt Nam. Dù thời tiết lạnh nhưng khi có khách đến xem, các nghệ nhân đều sẵn sàng ngâm mình trong nước để biểu diễn. Trong thời gian gần 1 giờ đồng hồ, nhiều tiết mục được biểu diễn phục vụ du khách. Nội dung các tiết mục này phản ánh đời sống và những nét văn hóa đặc trưng của nông thôn Việt Nam. Sau mỗi tiết mục là tiếng vỗ tay giòn giã của những người bạn quốc tế. Họ không chỉ chăm chú xem mà còn tìm hiểu các tích trò thông qua người phiên dịch. Ich war noch nie in Vietnam, das ist das erste Mal.
Tôi lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, ở thăm nước Việt Nam này. Tôi rất là thích và muốn xem cái văn hóa người Việt Nam, cái phong cảnh của người Việt Nam và cách sống của người Việt Nam đây. Và hôm nay tôi xem rối nước thì tôi rất vui, rất đi là vui vẻ, rất thích. Ông Phạm Văn Tổng, trưởng phường rối nước Hồng Phong mong muốn loại hình nghệ thuật rối nước sẽ được nhiều bạn bè quốc tế biết đến. Đây là cơ hội để quảng bá nghệ thuật truyền thống của dân tộc với du khách nước ngoài. Những năm qua, phường rối nước xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang đều đón nhiều đoàn du khách thập phương đến thưởng thức, có tháng biểu diễn phục vụ 35 đoàn khách trong và ngoài nước. Chỉ tính trong 2018 vừa qua, đã có 130 đoàn khách quốc tế với gần 1.500 du khách đến Hồng Phong thưởng thức nghệ thuật rối nước. Không ngại gì khó khăn, mặc dù đại thế là rét hoặc là nắng, thì một khi mà đại thế là có các cái hợp đồng đến thì chúng tôi vẫn như thế là bố trí nhau như thế là ra để mà phục vụ hết sức nhiệt tình, làm sao truyền bá tới khán giả tức là cái tinh hoa đẹp và những cái hay nhất của nghệ thuật múa rối nước Hồng Phong để mà mua vui cho khán giả cũng như là động viên người nông dân tức là lao động sản xuất có hiệu quả năng suất cao và cũng như là nó truyền bá lại cho thế hệ mai sau con cháu tức là biết đến những việc làm và những cái phong tục tập quán của cha ông ngày xưa mà đến ngày hôm nay tức là vẫn còn giữ được. Đối với các nghệ nhân, con rối là những người bạn gắn bó nhiều năm, thậm chí gắn bó với cả cuộc đời và hàng ngày đều được họ thổi hồn quê hương vào từng con rối qua các tiết mục biểu diễn. Trong những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình không ngừng phát triển. Phong trào đã lan tỏa sâu rộng trong các thôn, các hộ gia đình trong toàn xã. Qua đó, từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao nhận thức của người dân về thực hiện các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước. Gia đình cụ Đào Văn Hưu có 4 thế hệ là đảng viên. Bản thân cụ Hưu sau khi tham gia kháng chiến chống Mỹ đã trở về công tác tại địa phương. Với cụ, nếp sống văn hóa ở mỗi gia đình hay địa phương sẽ là động lực để mọi người phấn đấu lao động và phát triển. Chính vì thế, cụ luôn giáo dục con cháu phải xây dựng nếp sống văn hóa dù bất cứ khi nào và ở bất cứ nơi đâu. Các buổi sinh hoạt gia đình thì cũng cứ phải nhắc nhở các cháu là phải học tốt và làm theo cái truyền thống của gia đình, luôn luôn dạy bảo các cháu là bất cứ cái nhiệm vụ nào cũng phải hoàn thành tốt. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa đã đi sâu vào trong đời sống tinh thần của người dân Quỳnh Minh bằng những việc làm thiết thực cụ thể, thể hiện rõ nét nhất là ở việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang. Nghĩa trang họ Giáo Thiện của xã Quỳnh Minh là một điển hình. Từ khi thực hiện hương ước, quy ước của địa phương, việc chôn cất mồ mả được người dân tuân thủ theo đúng quy định. Với những nỗ lực trong việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xã Quỳnh Minh đã phát huy được sức mạnh tổng hợp từ toàn dân, tạo chuyển biến cơ bản trong thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa, góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp văn minh. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tỉnh Nam Định hiện có 520.000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 25,9% dân số, trong đó có trên 232.300 trẻ em dưới 6 tuổi, 4.566 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như mồ côi cả cha lẫn mẹ, bị bỏ rơi, khuyết tật, trẻ em phải làm việc nặng nhọc, bị xâm hại. Những năm qua, các cấp ủy đảng chính quyền đã quan tâm chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của các ngành đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Các quyền của trẻ em đã được thực hiện đúng đủ theo quy định pháp luật, trong đó đặc biệt quan tâm chăm lo bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo cho trẻ em phát triển toàn diện. Đến nay, tỉnh ta có 3.390 trẻ em và gia đình có trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ cấp hàng tháng, 154 trẻ mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi không nơi nương tựa và trẻ khuyết tật được nuôi dưỡng chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh, Trung tâm Dạy nghề Trẻ khuyết tật. Cùng với việc thực hiện tốt các chế độ chính sách của nhà nước dành cho trẻ em, tỉnh ta đã thành lập Quỹ Bảo trợ Trẻ em ở cả 3 cấp, tỉnh, huyện và xã để huy động cộng đồng tham gia đóng góp, tạo nguồn lực vật chất chăm lo đời sống cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Năm 2018, Quỹ Bảo trợ Trẻ em các cấp đã vận động được gần 3 tỷ 800 triệu đồng, qua đó đã cấp 272 suất học bổng
tặng 100 xe đạp cho 296 trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó, vươn lên học tốt. Thực hiện quyết định số 2151 của Bộ Y tế về đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Cùng với chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm xây dựng hình ảnh đẹp của đội ngũ y bác sĩ. Theo đó, bệnh viện đã tập trung hoàn thiện nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị khám chữa bệnh theo hướng chuyên sâu hiện đại. Điển hình như máy siêu âm màu 4 chiều, máy huyết học và sinh hóa tự động, máy điện tim 6 cần, máy nội soi tiêu hóa, giúp quá trình thăm khám, chẩn đoán, điều trị nhanh chóng, chính xác và hiệu quả, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh. Cùng với đó, việc cải tiến quy trình khám chữa bệnh, áp dụng hệ thống máy rút số tự động, đổi mới làm thủ tục giấy tờ đã từng bước củng cố niềm tin, uy tín với người bệnh. Dạy học gắn với phát triển năng lực cho học sinh, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, gắn lý thuyết với thực tiễn. Đây là xu hướng giáo dục mới đang được khá nhiều trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình áp dụng và đạt được những kết quả tích cực, ghi nhận tại trường Trung học phổ thông Nho Quan C. Đây là tiết học về công nghệ silicat của môn hóa học lớp 11. Không phải là giờ học lý thuyết căng thẳng, trừu tượng, mà các kiến thức đã được chính các em học sinh chuyển hóa thành tiểu phẩm táo quân sinh động. Những khái niệm hóa học như silic dioxide, natri carbonate hay canxi carbonate đã được hình tượng hóa trong câu chuyện kể hóm hình trên sân khấu hay bằng những mô hình cụ thể, qua đó giúp các em tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng hơn. Học theo mô hình này không chỉ cung cấp kiến thức mà còn giúp phát triển các kỹ năng giao tiếp, thuyết trình trước đám đông. Đây là những kỹ năng cần thiết giúp các em tự tin hơn khi bước ra ngoài xã hội. Tổ chức hoạt động dạy và học theo phương pháp mới này đòi hỏi sự đầu tư công phu của đội ngũ các thầy cô giáo, nhưng hiệu quả mà nó mang lại là sự hứng thú tham gia tích cực từ phía học sinh. Một giờ học bao gồm các kiến thức trong sách giáo khoa và trong xã hội và những kỹ năng sống cần thiết cho mỗi người. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm trở lại đây, Bắc Ninh luôn nằm trong top các tỉnh dẫn đầu cả nước về nhiều chỉ tiêu, trong đó có chỉ tiêu về giáo dục. Từ sự quan tâm, chăm lo của các thế hệ lãnh đạo tỉnh, sự chung tay của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của các thế hệ học sinh, hàng năm tại các cuộc thi trong nước và quốc tế, thí sinh tỉnh nhà luôn đạt được thứ hạng rất cao, rất đáng tự hào. Thực hiện nghị quyết số 28 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020, Bắc Ninh đã triển khai đại trà các mô hình học tập trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Ninh. Đến nay đã có gần 200.000 gia đình đạt tiêu chí gia đình học tập, 3.500 dòng họ học tập, 629 thôn làng khu phố đạt cộng đồng học tập. Các trung tâm học tập cộng đồng ở xã, phường, thị trấn tiếp tục được duy trì hoạt động, góp phần xây dựng xã hội học tập và đáp ứng nhu cầu cần gì học nấy, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người lao động. Để công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục được lan tỏa, tạo được hiệu ứng tích cực, thông qua triển khai đại trà các mô hình học tập, sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể, đồng bộ hơn, nhận thức của người dân được nâng lên, các mô hình học tập có tác động lớn đối với việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, làm cho tình làng nghĩa xóm được đề cao, khối đoàn kết, các dân tộc được củng cố vững chắc. Nhiều địa phương đã coi gia đình học tập là một tiêu chuẩn để công nhận gia đình văn hóa. Để đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ cộng đồng đến năm 2020 đi vào chiều sâu, phục vụ đắc lực sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh, các cấp các ngành cần nêu cao hơn nữa trách nhiệm, bảo đảm xã hội hóa rộng rãi hơn, thu hút các tổ chức thành phần kinh tế tham gia công tác khuyến học khuyến tài. Xác định phân loại rác thải tại nguồn có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường. Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Nam đã xây dựng nhiều mô hình phân loại xử lý rác thải mà lại hiệu quả tích cực. Ý thức của chị em về xử lý rác thải được nâng lên, góp phần làm cho môi trường xanh sạch đẹp hơn. Các cấp hội đã tích cực tuyên truyền, vận động chị em thu gom, phân loại rác thải trong gia đình, hạn chế sử dụng vật liệu nhựa, ni lông với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, qua đó thu hút đông đảo chị em nhiệt tình hưởng ứng. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn phân loại rác thải, hướng dẫn quy trình ủ phân hữu cơ để làm phân bón. Đặc biệt, thông qua việc thu gom phân loại rác thải, nhiều chi hội đã tiến hành thu gom phế liệu như vỏ chai nhựa, lon nước, bìa các tông để lấy tiền ủng hộ phụ nữ và trẻ em nghèo.
Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì hiệu quả trên 300 mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn và ủ phân hữu cơ. 126 tổ phụ nữ tiết kiệm thu gom phế liệu tiết kiệm giúp phụ nữ và trẻ em nghèo. Hiện toàn tỉnh có trên 10.000 hộ gia đình hội viên tham gia phân loại, xử lý rác thải tại nguồn. Với phương thức đào hố chôn lấp tại nhà hoặc sử dụng thùng nhựa, túi ni lông chuyên dụng để phân loại rác thải, nhiều địa phương có những cách làm hay sáng tạo đã góp phần tích cực trong hạn chế lượng rác thải ra môi trường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào, tạm biệt.